bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sát pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thánh ca ngày xưa và đêm tối nhớ quá đi thôi. Giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
phần một tạo dựng và sa ngã. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người làm chủ muôn loài mà Ngài đã dựng nên, sống có đôi có bạn trong khu vườn Ê-đên hạnh phúc. Ngược dòng lịch sử cứu độ, theo dấu chân đôi uyên ương đầu tiên của loài người Adam, Eva, chúng ta cùng bước vào vườn địa đàng xưa để hiểu được vì sao Thiên Chúa lại hứa ban đấng cứu độ cho con người. Thông minh, sáng láng và hiểu biết nhân người.
như vậy vợ chồng cô sẽ dễ dàng trong công việc cai quản muôn loài muôn vật mà Thiên Chúa đã trao cho. Ngươi nói cũng có lý, không lẽ nào là như thế sao? Thì ra là thế. Hay mình hái một trái ăn thử xem sao? Chắc Thiên Chúa cũng không thấy đâu. Đúng rồi cô Eva, hái thử đi. Còn chần chờ gì nữa? Trái cây thơm ngon như vậy thật là quý giá. Hái đi cô là Eva, hái ăn đi. Cô sẽ thấy lời ta nói với cô là đúng. Trái đó các ngươi sẽ phải chết.
Sau khi rời khỏi vườn địa đàng, Adam, Eva sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Cain. Sau đó, một bé trai khác chào đời, đó là Abel. Nhiều năm trôi qua, Cain và Abel đã trưởng. Cain làm nghề trồng trọt, còn Abel làm nghề chăn súc vật. Một hôm như thường lệ, Cain và Abel cùng nhau dâng lễ vật cho Thiên Chúa. Tội lỗi đã không dừng lại ở một người mà
đã lan rộng ra cả một dân tộc. Các vua Do Thái đưa dân chúng vào con đường tội lỗi, phản bội lại giao ước với Thiên Chúa, thờ ngẫu tượng, luân lý suy đồi. Thiên Chúa đã nhắc nhở và dạy dỗ qua các ngôn sứ.
thuộc, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Maria để chọn người làm mẹ đấng cứu thế. Chọn mẹ tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa với lời đáp xin vâng. Đức Maria đã thể hiện niềm tin tưởng, tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và Ngài được đồng công cứu chuộc vào chương trình cứu độ. Và như thế, bắt đầu chương trình cứu độ được thực hiện.
gì? Chào ông, vui lòng cho chúng tôi thuê một chỗ trọ nghỉ qua đêm nay. Ồ, rất tiếc thưa ông, nhà chúng tôi hết chỗ rồi. Xin vui lòng giúp đỡ, vợ tôi đang mang thai và sắp đến ngày sinh nở. Chuyện gì vậy? Hai ông bà này muốn thuê phòng trọ. Thế có nhiều tiền không? Có thai thế kia thì phiền phức lắm. Chúng tôi chỉ có ít tiền, mong ông bà giúp đỡ. Thôi đi chỗ khác dùng đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Ở đằng kia có một cái hang đá ở trống đấy, hai ông bà ra đó mà ở tạm. Chúng ta nghe thôi nhé.
thưa cộng đoàn, đêm hôm nay một lần nữa chúng ta sống lại các kỷ niệm nên thơ, diệu vời và đầy ắp linh thiêng. Mỗi lần tưởng niệm biến cố Giáng sinh, kính nhớ mầu nhiệm nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa, là thêm một lần nữa chúng ta có lý do để vui mừng, tin tưởng và hy vọng. Bởi vì một thai nhi đã sinh ra cho chúng ta và một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng xứng đáng đón nhận hồng ân cao cả này, cùng quyết tâm sống tích cực để ngôi lời được ngự trị trong tâm hồn chúng ta, đồng thời chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Chúng ta để cảm thông với chúng ta, và nhất là
để trở nên nguồn bình an cho chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã kết thúc đêm canh thức Giáng sinh, nhưng niềm vui Giáng sinh không chấm dứt trong đêm nay mà kéo dài bất tận như bản trường ca bất hủ. Vì đêm nay trên khắp hoàng vũ nhân loại, bất phân giai cấp, giàu hay nghèo, sang hay hèn, đang nối kết cùng một niềm tin sống lại hồng phúc ơn cứu độ, hát mừng con Thiên Chúa làm người. Ngài vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm máng cỏ đêm nay và rồi hãy dành cho Ngài một chỗ xứng đáng trong gia đình chúng ta. Mỗi gia đình hãy là một hang đá tình yêu cho Thiên Chúa ngự. Ước gì mỗi gia đình biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Chúa, biết đem tình yêu thương để chia sẻ với nhau và để giải quyết những khó khăn xảy ra trong gia đình. Xin Chúa ban niềm vui, bình an và ơn hạnh phúc xuống trên các gia đình, hàn gắn những gia đình rạn vỡ, an ủi các gia đình đau khổ và chữa lành những gia đình thương tích, để niềm vui của Chúa Giáng sinh được lan tỏa khắp mọi nơi trên tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta. Xin xin Chúa chúc lành cho máng cỏ mà chúng ta đã thực hiện để tôn vinh mầu nhiệm con Thiên Chúa giáng trần.
nhân dân cha và con và thánh thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa tham dự giật canh thức ôn lại những giai đoạn trong lịch sử cứu độ, thì chúng ta thấy được rằng lời Thiên Chúa hứa cứu con người khi con người sa phạm tội đã được thực hiện ngay chính trong đêm hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm con Chúa giáng trần. Ngài chính là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta đêm hôm nay chúng ta mở lòng để đón nhận Ngài vào trong cuộc đời, trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, giữ được Chúa trong cuộc sống để chính Ngài sẽ gìn giữ thánh hóa mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng trở nên quà tặng tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người, nhất là những người thân yêu của chúng ta, để cùng nhau chúng ta xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, xây dựng một xã hội yêu thương, hòa bình, hiệp nhất, để chúng ta tiếp tục giới thiệu Chúa, Chúa Giêsu ơn cứu độ cho nhân loại, cho mọi người. Giờ đây tất cả chúng ta cùng thành tâm thống hối tội lỗi để xứng đáng lành mọi việc thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thập thế soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thanh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được màu nhiệm trang sinh soi dần, mai sau cũng được cùng con một Chúa hôn vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sông và yên chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời. Cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình, là những tước hiệu tiên tri Isaiah dùng để gọi Thiên Chúa. Đứng là ánh sáng sẽ đến phá tan bóng tối tội lỗi và đau khổ đang bao trùm dân người. Về chức sách tiên tri Isaiah, dân tộc bước đi trong u tối để nhìn thấy sự sáng chiếu chen. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, hễ chẳng làm vĩ đại niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đêm của chiến lược về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượt quyền của kẻ ép bức, Chúa sẽ nghiền nát ra như trong ngày chiến thắng Median. Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộc cộc của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm đẫm máu đào, sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa. Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con đã được ban tặng chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên người là Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, người cha muôn thuở, ông vua thái bình. Người sẽ mở rộng vương quyền và cảnh thái bình sẽ vô tận. Người sẽ ngự trên ngai vàng của David và trong vương quốc người, để củng cố và tăng cường trong sự công minh chính trực, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa Thiên Linh sẽ thực thi điều đó.
con. Đó là lời Chúa. Cho người thiện tâm.
đó chính là tin vui mà Thiên Sứ Loan đã ôn hạ cho các mục đồng và các ông đã trỗi dậy tìm đến Chúa Hạ Thị. Hôm nay cũng chính là đó đang vang vọng trong tâm hồn của chúng ta. Mời gọi chúng ta mở rộng tấm lòng để chúng ta cũng biết đón nhận Hải Giê-xu là quà tặng yêu thương của Chúa dành tặng cho chúng ta. Đón nhận quà tặng Giê-xu trước tiên là chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta hôm nay. Một tình yêu lạ lùng khi trao tặng chúng ta chính người con và trao người mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đón nhận hòa thần Giê-xu khi chúng ta tin nhận Đức Kitô là Thiên Chúa cứu rỗi, thân hoan đón nước người vào trong cuộc đời bằng tất cả lòng tin yêu để người dẫn dắt và làm chủ cuộc đời của chúng ta một cách trọn vẹn hơn ngay từ giây phút này. Để khi chúng ta lên một với lửa trong tròn tấm lòng và cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ trở thành hòa thần Giê-xu hiến trao cho gia đình mình từ hôm nay một quà tặng yêu thương rộng mở trong những cư xử hiền từ và hiền thủ cần mẫn trong trách nhiệm ân cần chăm sóc người thân với trọn cả tấm lòng phục vụ bao dung trở thành quà tặng Giê-xu cho mọi người bằng những nụ cười duyên điểm nhân ái sẵn sàng tiêu hao chính mình cho hạnh phúc của tha nhân sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi để tha thứ giữ tròn tình huynh đệ thắp lên một chút ấm áp niềm vui cho những người đau khổ bằng lòng nhân ái mỗi ngọn nỗ lực thắp sáng tình yêu cho con tình yêu thương của Chúa những gì cập giữa lòng người của nhân loại chúng ta cho người kia trên vô lớp của thái hồn ký giữa lòng người đó là cách tốt nhất để chúng ta cử hành hôn nhân Giáng sinh trước cuộc đời này nối dài thánh lễ đêm nay và làm cho niềm vui Giáng sinh tiếp tục được tỏa ra giữa gia đình và mọi người mà chúng ta đã ở. Điều quan trọng nhất đêm nay thưa quý ông bà anh chị em không phải là chúng ta có được một lễ đêm huy hoàng những bài thánh ca sung sướng nhưng là mỗi chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Giáng sinh và đón nhận Chúa Giê-xu quà tặng của Thiên Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta và biến chúng ta cũng thành quà tặng Giê-xu cho mọi người. Tôi biết rằng trong công đoàn phục vụ đêm nay vì một lý do gì đó có những anh chị em có lẽ một năm chỉ hiện diện trong lễ Giáng sinh hay phục sinh. Xin Hải Giê-xu tuân đổ ân sủng cứu độ trên anh chị em để tình yêu của Thiên Chúa đêm nay có thể đụng chạm được vào trong tâm hồn để dẫn đưa anh chị em từ nay đi vào trong mầu nhiệm yêu thương của Thiên Chúa trong say mến nhiệt thành. Hải Giê-xu trong máng cỏ đêm nào lại tiếp tục đến với chúng ta trong mầu nhiệm thánh thể thiên du trên bàn thờ hôm nay. Xin người đến với chúng ta cho tình yêu của người thấm sâu vào cuộc đời của chúng ta để trở thành sự sống nuôi dưỡng cho cuộc đời của chúng ta từ hôm nay. Trời cao đất thấp gặp nhau, Thiên Chúa sống kiếp khổ đau con người, khiêm nhường đến thế thì thôi, hạ mình đến thế tuyệt vời thẳm sâu, còn ban thịt máu nhiệm màu. Chúa muốn ở lại được trao ân tình, yêu con chẳng ngại hiến mình, xin cho con được vững tin theo Ngài. Amen. Anh chị em thân mến, trong đêm thánh này chúng ta chiêm ngắm và suy phục tình yêu khôn cùng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi mừng kính mầu nhiệm con Chúa làm người, chúng ta cần xin tình yêu cao vời này chạm đến và biến đổi chúng ta. Hy danh Thiên Chúa trên các tầng trời, xin cho các Kitô hữu được truyền đời tình yêu Giáng sinh để ơn ngôi sau ơn lỗi ngàn con Thiên Chúa và nhiệt thành nhau bao Thiên Chúa là Cha yêu thương cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con.
và những người tiên tri, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người
đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thấy được và hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây thiên chưa đến xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gan Chúa ngự vào nhà con, đưa xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Yêu thương của Đấng Emmanuel,
Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chúng con thật hạnh phúc có Chúa đêm đêm được bừng sáng, giá băng trở thành êm ấm, thất vọng u sầu thành mừng vui, hận thù sẽ biến thành hòa giải tha thứ, chiến tranh sẽ nhường chỗ cho hòa bình, tương thân tương ái. Ước gì cả gia đình nhân loại chúng con sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn đón Đức Chúa vào nhà của mình trong mùa Giáng sinh này, kết hợp thâm sâu với Chúa và đừng bỏ mất Chúa bao giờ. Hình ảnh nổi bật trong đêm nay là hình ảnh của Chúa Hài Nhi, của các mục đồng. Xin Chúa ban tràn đầy thánh ân, niềm vui, phúc lộc, bình an trên Đức Thánh Cha, các bậc chủ trăng, các tu sĩ nam nữ, các vị ân nhân, thân nhân, cùng mọi người trong giáo xứ thân yêu của chúng con. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng con hân hoan cảm tạ Cha muôn đời vì ân huệ vô cùng cao quý. Đức Giêsu Kitô giáng trần cứu độ chúng con. Amen. Trước hết xin trà cố cho tất cả công đoàn giáo xứ chúng con được chúc mừng Giáng sinh. Trà cố trong đêm hôm nay, xin Chúa Giáng sinh ban cho trà cố được mọi ơn lành, được hạnh phúc và nhất là bước sang năm mới. Xin cho trà cố được đầy tràn phúc lộc của Chúa để trà cố sống khỏe, sống thánh và sống mãi với chúng con. Xin công đoàn chúng ta cho tràng pháo tay, chúng ta mừng Giáng sinh trà cố. Còn thưa tất cả quý bà, anh chị em, một lần nữa, đêm thánh vô cùng đã về với chúng ta, với toàn thể nhân loại. Nay em trở về với hết mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da, tín ngưỡng hay văn hóa, vô thần hay hữu thần, thôn quê hay thành thị, nghèo khổ, rách áo hay nhà cao cửa rộng. Cùng với những bước chân thời gian vội vã của những ngày cuối năm, để chúng ta chuẩn bị bước sang một cuộc hành trình của năm mới. Giáng sinh Noel đang mang đến cho tất cả chúng ta một thông điệp đầy tin yêu, hy vọng. Tất cả chúng ta hãy vui mừng trong Chúa vì đấng cứu độ chúng ta đã sinh xuống gian trần. Hôm nay, từ cõi trời cao thẳm, bình an tiếp cận đến ở giữa chúng ta. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, niềm vui Giáng sinh và hạnh phúc năm mới, đó chính là lời chúc mừng xin được gửi đến toàn thể anh chị em như tâm tình quý mến và món quà ngoan chân tình của chúng tôi trong đêm thánh này. Merry Christmas and Happy New Year. Phần Giáng sinh hoan vui và năm mới hạnh phúc, đó chính là lời chúc mừng đẹp nhất, ý nghĩa nhất, cần thiết và thương thân nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau trong đêm thánh này. Merry Christmas and Happy New Year. Xin một tràng pháo tay chúng ta cùng được chúc nhau trong đêm hôm nay. Chúa cùng anh chị em, Thiên Chúa cùng thiên hạ đã nhờ con của Ngài
thế mà xua đuổi bóng tôi trần gian, và nhờ con của ngài giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thanh này, xin ngài xua tan bóng đêm tập sâu coi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em, nhờ ánh sáng nhân đức. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần luôn bao cho các mục đồng niềm vui trong đai con ngài giáng sinh, đem lại ơn cứu độ, xin ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thế của con ngài mà nối kết đất với trời, xin ngài cho anh chị em được tràn đầy bình an và lòng thương mến của ngài, và xin ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lời sau cho anh chị em đi bình an. Chỉ có một thánh lễ vào lúc 5 giờ tại sân tiền đường nhà thờ, và buổi chiều vào lúc 17 giờ thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh nơi trong nhà thờ. Cùng chung niềm vui Giáng sinh đêm nay, mời tất cả các thiếu nhi tham dự thánh lễ chúng ta ngồi tại chỗ. Cha chánh xứ và quý cha có phần quà cho các bạn, xin mời các thiếu nhi chúng ta ngồi tại chỗ. Mừng Chúa Giáng sinh để các đặc biệt hôm nay giáo xứ chúng ta cùng vinh dự được chào đón ông già Noel, đến giáo xứ giúp chúc mừng Giáng sinh và đem
niềm vui đến cho thiếu nhi. Chính thiếu nhi chúng ta đang là kết thúc. Và mà chúng bên cạnh cha đầy ấy sự nhiệt của quý ông già Noel để chờ những ba lô, những cánh tay đầy những món quà để luôn xinh xắn dành cho thiếu nhi. Một chàng tất cả thiếu nhi chúng ta một chàng vỗ tay xin chào đón quý ông già Noel. Vâng, và chúng ta cũng không quên chúc mừng Giáng sinh ông già Noel. Và xin ông già Noel cùng thương đến thiếu những thiếu nhi quán của võ sĩ ông mơ. Và chúng ta cũng cảm ơn những món quà mà ông già Noel cho thiếu nhi. Lần nữa xin chân thành cảm ơn quý ông già Noel. Và cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta có một đêm Giáng sinh thật vui. Chuỗi Giáng sinh đêm nay cách đặc biệt là các bạn thiếu nhi